Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Và sau chuyến khám phá từ cái ngôi đền thì cái bộ giáp Netherite của mình nó hỏng khá là nhiều ở phần nón cũng như là phần áo giáp nè. Mình không biết là mình có nên sửa lại hay không nữa. Nếu mà sửa thì mình sẽ tốn rất là nhiều Netherite đấy, hai Netherite chứ không ít đâu. Mình thì còn 4 vụn, 8 vụn. Hết rồi, trong đây còn 3 vụn nhưng mà 3 vụn thì không có đủ làm thêm được một foil Netherite đấy. Khá là đáng tiếc luôn. Rồi, trước mắt thì mình sẽ sử dụng số vàng kiếm được trong chuyến khám phá từ cái ngôi đền lừa bịp kia để mình làm ra hai cái foil Netherite trước ha. Mình sẽ sử dụng một foil để làm công việc là nâng cấp, còn một foil chắc mình sẽ sửa lại cái nón nếu như mà nó quá là hư ha. Rồi, và mình nâng cấp cái gì? Đó chính là vũ khí. Tại vì bộ giáp của mình đã là full Netherite rồi, nhưng mà kiếm vẫn là kiếm kim cương ha. Nên mình dự định sẽ nâng lên cái kiếm của mình thành kiếm Netherite trong ngày hôm nay luôn. Và những cái thanh kiếm mình kiếm được từ những anh xương đen canh gác trong ngôi đền mình đã mang về hết rồi. Mình sẽ lần lượt ghép nó lại với nhau, hai cây sắc bén 2 để thành sắc bén 3 ha. Rồi hai cây sắc bén 3 mình sẽ ghép lại với nhau tạo thành một cây sắc bén 4. Đó, khá là VIP ha. Và nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như bây giờ mình đi enchant thêm một cây kiếm nữa. Từ từ, đợi mình một tí. Mình sẽ tách dòng enchant ra. Tách dòng enchant ra. Enchant lên. Đó, thấy chưa? Sắc bén 4 hồi nãy mình test thử rồi nên mình mới tự tin nâng cấp đó. Xong, và mình sẽ có được một thanh kiếm. Ui, 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 nhiều dòng vậy? Ơ kìa. Hôm nay nhân phẩm mình lên lúc kén rồi. Nó cho mình một thanh kiếm gần như là những dòng xịn nhất của cây kiếm rồi. Sắc bén, nhạt, đánh bật lùi, chạm hỏng nữa. Rồi ghép lại với nhau. Ồ, ngon. Ghép lại tốn có 10 level thôi. Nhưng mà mình sẽ có được sắc bén 5 nha. Quá dữ luôn, lắm. Và mình sẽ cho nó thêm một cái foil Netherite để tạo thành một thanh kiếm bằng Netherite nha. Ủa, có đáng không ta? Một foil Netherite mà thêm được có một sát thương à. 10 dưới 11 dưới tăng đâu bền. Mình nghĩ thôi. Mình lúc đầu định nâng lên cái kiếm Netherite, nhưng mà bây giờ suy đi nghĩ lại, mình sửa giáp nó vẫn tốt hơn á. Có giáp xịn mình sẽ khám phá được nhiều hơn và kiếm được nhiều Netherite hơn. Ok, ủi mua như vậy đi. Giờ thì mình sẽ sửa giáp đi ha. Kiếm thì mình dùng cũng ổn rồi. Mình sẽ cho một cái nón vô đó, mình sửa như vậy không. Bây giờ mình sẽ bỏ túi một cái đe. Sao lấy hết ba cái à. Mình sẽ bỏ túi một cái đe với hai cái foil Netherite. Nhỡ mà cái áo giáp chứ cái nón mình nó còn một độ bền đi thì mình sẽ sửa nó liền á. Còn ví dụ sau chuyến khám phá mà vẫn còn đủ độ bền trở về thì mình sẽ không sửa để tiết kiệm. Quyết định như vậy đi. Và chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình sẽ cần phải mang theo một chút cái thuốc kháng lửa đó. Mình còn lọ thủy tinh không? Đây còn luôn nè. Mình sẽ đi ra ngoài và nấu cho mình một cái mẻ thuốc kháng lửa ha. Cái thạch anh đâu? Ủa gì? Cái búa địa ngục. Búa địa ngục đài. Mình sẽ đi nấu thuốc thôi. Công đoạn nấu thuốc này thì khá là quen thuộc rồi. Loại thuốc kháng lửa có vẻ là loại thuốc mà mình chế tạo nhiều nhất khi mà chơi Minecraft ha. Đây. Bây giờ thì mình vẫn phải chế thuốc thôi. Nhưng mà trong tương lai nếu mà mình tìm ra những công thức, làm những cái bùa chú mà cho phép mình kháng được cả lửa, thì lúc đó mình sẽ không cần phải mất công mà chế tạo thuốc nữa đâu. Bây giờ thì kiểu chưa có bùa chú các thứ để kháng lửa nên phải chịu khó ha. Khoan, từ để cho nó xong đi rồi mình mới tiếp tục câu chuyện được. Đó, cho nó xong mình sẽ cho kem vô. Một số bạn fan có gợi ý mình á là nên hái những cái bông hoa bên ngoài này nè. Đó, để mình mang về làm một loại vũ khí tấn công tầm xa ha. Cái hoa này có tên gọi là Loran. Cái hoa Loran thì khi mình kết hợp nó với một chút sắt á thì nó sẽ làm ra được một cái loại vũ khí tấn công tầm xa. Nhưng mà mình theo như mình thấy
thì hình như nó không có được nhiều sát thương lắm. Không biết có chính xác như vậy không. Và công thức của nó là 4 sát ở 4 góc, cái hoa Loran ở giữa. Thế là mình sẽ tạo được một cái gọi là Abyss Shuriken ha. Một cái phi tiêu. Nhìn trên đây thì cái phi tiêu thì trông khá là đẹp nè. Đó, cầm trên tay á. Nó có thể cường hóa được không? Được cường hóa luôn nè. Mình có thể ghép nó với trái bom để tạo thành cái Shuriken bom hay sao á. Sát thương nó vẫn vậy hả? Và nó còn có thể như là nâng cấp lên. Đúng rồi, có thể ép được sửa chữa nè. Chậm hỏng nè. Lâu người biến mất. Còn về sát thương thì chắc để một xíu mình test luôn đi. Xong phim, mình đã có được. Oh my god. Phantom, mình sẽ test lên Phantom cho người biết như thế nào là phi tiêu. Đó, một mũi, một cái phi tiêu trúng rồi. Bay xuống đây. Phóng phi tiêu nè. Thấy chưa, phi tiêu nó khá là yếu luôn. Và nó dùng cũng không được quá nhiều á. Cái này để trang trí hoặc là kỳ kìa, những con quái yếu yếu thì được. Đó, mình chọn con này hai cái phi tiêu rồi. Mà vẫn không si nhê nha. Chắc mình phải lên trên dùng cây kiếm mới của mình để mình tiêu diệt nó quá. Nè, mình sẽ phóng thêm nó một cái nữa. Úp, nó bay đi rồi. 2-3 con trên bầu trời luôn. Kìa. Nó vồ xuống, nó tấn công mình. Nó bay rất là nhanh luôn nha. Mình cầm cung là nhiều lúc mình bắn không có kịp luôn. Rất là nhanh. Nó xuống để mình giết nó bằng cái kiếm cho nhanh đi. Đấy. Đâu, còn con nào nữa. Xuống đây đi cưng. Ngồi trên, bay trên đó. Người ta ngồi dưới đây mà sao mà chiến đấu với nhau được. Bay xuống đây đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào. Xuống đây, đúng rồi. Bỏ nó vô nồi liền chứ nghe. Nói chuyện cái gì. Cho nó vô nồi thì có. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu chuyến khám phá ngày hôm nay. Và chuyến khám phá này thì mình sẽ trở lại vùng đất Nether ha. Tại vì mình muốn tìm thêm thật là nhiều Netherite. Mà Netherite thì chúng ta sẽ dễ tìm hơn ở Nether. Sau khi băng qua một cái chỗ đất phát sáng thì mình đi tới một cái công trình đầu tiên ở dưới địa ngục trong ngày hôm nay. Có quỷ lửa xuất hiện. Hình như một vài cây cột ở đây nó có lòng spawn hay sao á. Có quỷ lửa xuất hiện kìa. Ê, cái gì đấy. Uống thuốc kháng lửa chứ. Mình lo lắm. Hồi nãy mình bước lên cái này nó. À, cái này là sỏi nè. Này, đi đứng cho cẩn thận nha. Không thôi sỏi nó. Sỏi với cát không à. Và cái này hình như là giống như cái ngôi đền ở trong rừng nhá. Cái hình dạng Iran ngôi đền trong rừng luôn. Nó cũng có đường xuống nè. Chuẩn. Có 7 nè. Ui giời, cái này sao mà gài được mình. Ủa, không có rương hả? À đây, cái rương ở dưới. Vậy là mình cần phải đập cái mũi. Cái chỗ chứa mũi tên này để mình lấy đồ ha. Cho mình vàng. Rồi một chút quầy kiếm vàng sửa chữa luôn nè. Phải kiếm kim cương thì hay á. Đáng tiếc quá, đó là kiếm vàng. Mà kệ, không sao, mình vẫn còn một chỗ để mình lấy đồ nữa, đó là ở đây. Ê? Ủa, cái này là mình không biết gì nha. Nó để lộ ra mình lấy thôi nha. Wow, nó cho mình một cái gì đây. Trứng rồng nè đờ. Quá dữ, một cái ba lô luôn. Vip. Như vậy thì trong ngôi đền dưới địa ngục thì nó sẽ cho mình cái trứng rồng địa ngục á. Ow. Căng vậy. Đằng kia là chỗ của những tên Bitlin nữa cơ. Tính ra lần nào mình xuống địa ngục á thì cũng có những cái món đồ đặc biệt để mang về á. Lần nào cũng vậy thì quá là thích luôn. Những cái cọng dây này có thể gây được sát thương khi mình chạm vào nha. Giống như nó có gai vậy. Quá là đông luôn. Đông bị sao chứ lợi ta. Căng vậy, căng hẳn vậy. Nhưng mà không, cái gì càng khó thì mình càng muốn thử thách. Một mình ta chóc hết vô đây. Vô đây. Kiếm mới của ta hơi bị dữ. Vô.
Như nào? Như nào? Một mình ta chấp hết. Vô đây. Vô đây. Ui, đông vậy, đông vậy, đông vậy. Quá đông nha, số lượng nó đông quá. Số lượng nhân tin này quá trời đông luôn. Mèn đấy ơi, mình đánh không xuể luôn à. Không biết có trụ nổi hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Nữa nè. Đúng rồi, tự bắn nhau đi. Đó đó, đồng minh đôi lúc nó tự bắn nhau nữa kìa. Mình ngư ông đắc lợi. Láo nháo hả? Láo nháo hả? Có một cách tốt hơn để mình chiến đấu. Ủa không cần phải chiến đấu là đội đồ vàng á. Nhưng mà mình thì thích mặc đồ Netherite. Nên cái việc bắt mình đội nón vàng để gia nhập băng đảng của bọn chúng thì mình sẽ không chấp nhận ha. À, chiến đấu chứ mình không chịu gia nhập chung với mấy tên này đâu. Người chơi hệ chiến mà. Ồ vậy, mình tiêu diệt nhiều như vậy mà vẫn còn một vài tên sống sót nữa. Tính ra trong đây nhiều lắm luôn á. Nhiều, nhiều thì cũng phải chết thôi. Rồi, lấy đồ. Đó, có bụng Netherite rồi nè. Bởi vậy mình khoái xuống địa ngục là vậy đó. Nó sẽ cho mình rất là nhiều những cái cơ hội tìm được những cái Netherite ha. Mang về và nâng cấp đồ thôi. Đây có rune không? Nè có rune. Tiếp tục là một vụn Netherite nè. Quá là đã. Rồi. Trên này mình vẫn còn nghe tiếng ộp ộp. Ui. Đây rồi. Mình nghe ộp ộp mà. Hai cái rune luôn nha. Có vàng. Rồi cung. Cung không xịn lắm. Tiếp tục là thức ăn. Ơ, đâu vậy? À, đánh lén hả? Mũi tên, nỏ. Ồ, như vậy thì rương tầng cao nhất thì nó không có độ xịn cho lắm ha. Rồi thôi, chắc mình đã lấy hết những món đồ giá trị rồi. Mình sẽ đi xuống và rẽ sang một hướng khác thôi. Công trình này chúng ta đã khám phá gần xong hết rồi. Từ từ. Chậm mà chắc. Kìa, đằng kia có những cái thanh niên Bazan. À, những cái tên quái vật Bazan ha. Mình không biết muốn qua bên kia thì mình sẽ đi đường nào nó sẽ an toàn hơn ta. Mình đang muốn qua bên chỗ Bazan đó quá. Chắc mình phải lấy thêm một ít block để đi qua bên đấy thôi. Kìa đừng cút. Có quái vật nấm hay sao vậy? Nhìn thấy ghê vậy, nhỏ xíu nhưng mà nhìn cái hàm răng ghê sợ lắm. Nguy hiểm nha. Từ từ. Đi nhìn trước ngó sau giùm cái. Đã cái thằng hậu đậu rồi. Mà đi lôi ngắm chỗ khác không à. Lớ ngớ lọt cái tủm xuống dưới thì không có ai vớt lên giùm đâu. Đi qua đây an toàn rồi. Bởi vì mỗi lần xuống đây thì phải thận trọng. Mình còn 2 phút cái hiệu ứng kháng lửa nên mình phải cố gắng tranh thủ ha. Và áo giáp của mình thì cái phần nón chỉ còn có 20%+ thôi. Cái áo thì còn 20%. Rất là ít độ bền luôn. Mình phải thật sự là để ý đến độ bền ha. Khi khám phá. Nè. Quái vật nấm hay sao á. Ui, nó còn thả thêm mấy con quái vật con ra đấy. Ta khỉa mình nữa. Thôi, mình té đi. Mình té trước đây. Bình tĩnh. Chỗ này mà lạng quạng là ngẫm như chơi đấy. Ủa, đằng kia còn có cái chỗ ấy nữa cơ. Chỗ của những cái tên Linh á. Cái đó hình như tên là Bayson thì phải. Bây giờ mình cần phải ba cua qua cái đống ba, cái đất ba gian này. Đá ba gian. Chuyến này về là cái trình độ ba cua của mình á, nó lên một tầm cao mới rồi. Tính ra xuống địa ngục cũng luyện được mình nhiều kỹ năng á. Ủa mà hướng này có vẻ không đúng đường rồi. Mình sẽ trở lại hướng bên kia để đi qua cái chỗ Bayson kia ha. Cây này nhìn y rang cây tre luôn á. Nha, mình chặt nó cũng rơi ra khúc giống y rang cây tre nè. Cái này đẹp đấy ta. Mình sẽ mang về để mình trang trí xung quanh cái ngôi nhà của mình ha. Hình như mình trèo hơi hút rồi. Ủa, hồi nãy mình lỡ trèo cao quá. Hút mất tiêu cái Bayson rồi. Để mình đi xuống dưới lại. Ui lộn cúp. Cúp này đập nó lủng lỗ to lắm. Cúp này đi. Đấy, mình đã trở lại cái công trình này rồi. Lần trước thì mình cũng đã có một lần khám phá trong này rồi ha. Mang về khá là nhiều vàng luôn. Hôm qua thì mình hơi ám ảnh với mấy cái vàng một xíu. Hôm nay thì vẫn còn hơi sợ nè.
Nhưng mà hôm nay đỡ hơn là mình có cơ hội nhặt được những cái cái gì ta, gọi là netherite á. Thôi cái giáp mình gần hư rồi, chắc mình sẽ nhịn nhục một xíu đi, mình gia nhập băng đảng của bọn chúng đi, chứ để em thôi bị quýnh cũng mệt nữa. Nhưng mà có một điều cấm kỵ là mình không được đào vàng của bọn chúng nha. Mình đào vàng là bọn chúng sẽ bắt đầu kiểu là ghét mình á, nên mình phải lưu ý cái điều đó. Rồi, phía bên kia thì mình... Ủa mấy tên này còn ghét mình không vậy? Mình đổi nón vàng rồi mà. Ủa sao chẳng còn ghét mình kìa? Đúng không? Không thể nào, không thể nào chấp nhận được. Ta đã nhịn nhục, nhịn nhục để đổi nón vàng rồi mà nó vẫn đánh mình. Thì ra các ngươi chọn cái chết. Ngươi đã chọc giận nhầm người rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh là mấy cân, bình tĩnh là mấy cân. Có đâu mà căng, có đâu mà căng. Có gì đâu mà căng. Nữa nè. Thằng trên mà nhảy xuống để giết mình. Hung hăng vậy. Phía bên đây còn một cái rương nữa. Lít luôn. Mấy đồ này thì không giá trị lắm. Chắc mình phải đi xuống cái chỗ phía dưới quá. Chỗ phía dưới là cái chỗ nhiều đồ nhất á. Hồi phục lại. Lẹ. Rồi xuống đây. Phải đối đầu với một tên cầm rìu. Cực mạnh nè. Hai tên, ba tên. Oh man. Từ từ thôi man ơi. Từ từ thôi. Từ từ mà. Bình tĩnh lại. Nóng tính quá. Nó. Hôm nay chị mình chỉ muốn kiếm thêm để mang về sửa giáp thôi à, chứ không không có tham âm mưu gì đâu. Ui nhìn bạn đây, nhìn thấy ham thiệt. Ô, nó cho mình hai cái mảnh vỡ cổ đại. Bây giờ mình phải cần tới cây cúp có cái dòng ven mining. Ba cua để mình phân tán sự chú ý. Uống thuốc kháng lửa vô. Lẹ. Ây, uống thuốc kháng lửa xong rồi ba cua tiếp. Lẹ trước khi nó đập vô mặt mình. Xong. Lấy vàng xong chuột. Lấy vàng. Lấy netherite. Con này không giữ. Không giữ đi vô. Đi ra chỗ khác. Giáp kim cương. Netherite tiếp. Rồi xong. Xong nhiệm vụ rồi. Quánh bà chuột chạy thôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Mình chỉ cần có như vậy thôi hả. Ảo ma Nobita là mờ mascara của Shizuka thật chứ. Trời đất ơi. Hình như ở dưới địa ngục cũng có những phiên bản công trình ở trên thế giới thường hay sao ấy. Hồi nãy là mình đã khám phá cái đó gọi là cái ngôi đền ở trong rừng nhiệt đới rồi đúng không. Nhưng mà phiên bản dưới địa ngục, bây giờ thì mình còn gặp một cái này là kim tự tháp. Nhưng mà kim tự tháp phiên bản limited dưới địa ngục nha. Ồ, nó còn có cái cổng địa ngục hay sao kìa. Mình đi ra mặt trước coi nó xây có đẹp không. Ồ, nó xây cũng na ná. Giống hệt luôn chứ, nó khác hoa văn xíu thôi. Khác màu thôi. Giống hệt kim tự tháp ở trên đất liền luôn. Cái này là cánh cổng địa ngục nè. Còn đây là gì đây? Sách hiệu suất nạp nhanh. Ôi. Oh no. Mình chỉ mới lấy được cái quyển sách thôi. Mình không nghe tiếng. Đó là một cái rương bẫy. Trời à. Mình không nghe tiếng xèo xèo của bom nổ mà nó nổ mất tiêu rồi. Còn gì nữa đâu. Mất hết trơn luôn. Tém lại. Đừng hung ăn. Lọt xuống dưới là toàn đấy. Bây giờ mình còn 4 phút hiệu lực của kháng lửa. Chắc mình sẽ tranh thủ mình đi khám phá tiếp quá. Như vậy thì hôm nay mình đã gặp được hai công trình ở bên địa ngục rồi ha. Nói chung thì nó cũng có một cái nét thân thuộc ở bên thế giới thường của mình. Hy vọng chặng đường phía trước của mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Và gặp được nhiều công trình mới lạ hơn giống như vậy ha.
Đằng kia là công trình gì nữa vậy? Hình như mình lại... Ủa, cái này là cái cây. À, xương rồng dưới địa ngục nè. Ồ, đây là xương rồng dưới địa ngục đó hả? Nhìn lạ thiệt á. Tính ra dưới địa ngục bây giờ đầy đủ ghê luôn. Và cái bộ giáp của mình mà thấy nó không ổn lắm rồi, chắc mình phải sửa nó lại thôi. Mặc dù nó hơi tốn kém netherite của mình, nhưng mà để đảm bảo là mình không mất luôn bộ giáp thì mình nên sửa lại một tí để tiếp tục sử dụng trong chuyến khám phá này đi ha. Mình nghĩ khi mình đầu tư thì chắc mình sẽ mang lại được nhiều thứ xịn sò hơn. Mong rằng là vậy. Và giờ bộ giáp của mình sau khi sửa thì mình đã tự tin hơn một xíu rồi. Và chúng ta đã đi tới cái chỗ gì mà nó mới bắn pháo bông chào mừng mình tới hay sao kìa. Ghê vậy. Mình tới nó bắn pháo bông nó chào mừng mình luôn. Mình cần phải đi xuống từ từ. Nó tới nơi nó tìm mình. Ow. Chọn người té dưới luôn. Wow. Nó biết bay đi kìa. Tu xong rồi, mấy con Bitlin này nó sắp xâm chiếm thế giới Minecraft rồi. Nó biết dùng cánh cứng nó bay nó tìm mình. Ghê thiệt. Mình còn chưa có xài mà nó đã có nó bay vèo vèo rồi. Thu xong rồi, mình nghĩ trong tương lai chắc nó xâm chiếm luôn thế giới quá. Cơ. Ôi, hình như mình bắn nhầm với Mai Bitman rồi. Không. Hình như mình vừa bắn nhầm một con zombie Batman. Nó bắn phong hà. Nó bắn phong hà nên mình bị dính sát thương cơ. Ui, đây là khu vực gì đây mà sao nhìn thấy khó xơi vậy. Sắp toang rồi. Có vẻ công trình này khá là khó để mình có thể chiến đấu lại với nó đây. Đông lắm. Bây giờ mình phải đối đầu với hai thế lực, Bitlin với Zombie Bitman luôn. Nó biết ăn táo vàng đâu rồi phục nữa. Khó vậy. Ồ, nhắc tới táo vàng mới nhớ, chắc mình cũng phải làm táo vàng mình ăn thôi. Đây, mình có đem theo táo. Được một trái táo hả? Khó rồi. Ở đây có thêm vàng. Ngon, làm thêm táo vàng tiếp. Nhỡ mà có bị đánh á, thì mình sẽ có táo vàng ăn, nó hồi phục nó cũng tốt hơn. Độ đây thì nó tương đối là nghèo thôi. Rồi, ở trước còn cả, mình sẽ tiêu diệt nó bằng cung trước. Hình như đây là cung điện của Bitlin hay sao ấy. Rồi, có thêm vàng. Giờ đánh chiếm từ từ thôi chứ biết sao giờ. Yếu thì mình sẽ dùng thế ha. Ủa, có táo vàng luôn. Đã. Quá trời chuông nè. Được, đỡ phải chế tạo. Tự nhiên đang kẹt táo vàng, nó cho mình táo vàng luôn. Ủa, hình như hướng này không đúng hướng rồi. Wow, cái cung điện bự thiệt. Đúng to luôn á, đây là công trình to nhất từ trước tới giờ mà mình tìm thấy dưới địa ngục. Siêu khủng luôn. Ôi, đừng có nhặt mấy đồ lặt vặt mọi người. Bớt đi cho nó gọn lại. Ồ, vẫn còn một vài tên Bitlin. Nó biết dùng cúp để nó đập luôn nè. Thấy ghê chưa? Mình nói có sai đâu, nó sắp xâm chiếm thế giới Minecraft rồi. Ghê thiệt. Kìa, nó ăn táo vàng liên tục để nó hồi phục. Căng thẳng quá. Thôi kệ nó, kệ những cái con đứng ở trên đây nó không làm hại mình thì mình sẽ không quýnh nó. Trong đây nó khá là to nên tình trạng lát mái đây đang diễn ra liên tục nên mình cũng rất là khó để chiến đấu tốt nè. Bây giờ mình sẽ thử đột nhập vô trong nha, có đường vô không? Ui, có một con đang... Còn sau lưng nữa, hai con luôn. What? Nó chọi thuốc độc. Ôi, xin nó chọi. Nó chọi đủ thứ thuốc vô người mình hết. Cái kỳ vậy. Tạ khô máu vô người luôn. Liều mình luôn. Không liều nó, chạy.
mình sắp chết rồi. Đơn, nó chọn thuốc độc liên tục, sát thương tức thì nữa. Oh no, chồng người chết, còn chồng người chết, chồng người chết. À, nó quá là trâu luôn á. Có đường nào chạy không? Chạy 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 chạy. Ui da, ăn táo vàng hồi phục. Làm ơn đừng đừng tìm ra tôi. Ủa nó vẫn tìm ra mình. Chạy 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 chạy. Những cái con bích liên trong đây nó mạnh và thông minh lắm. Nó dùng đủ mọi cách để nó giết mình cho bằng được ấy. Chúng cái độc gì đâu mà lâu dữ không biết nữa. Công trình này hơi bị ghê luôn. Kìa trong đây có tên canh gác à. Có cái rương không? Mà chủ yếu là nhắm tới những cái rương thôi. Công trình có to cách mấy thì chắc chắn sẽ có những lỗ hổng. Rồi rồi đây đường xuống nè, đường xuống. Mò xuống lẹ, mò xuống lẹ. Có quá không, có quá không? Ui, chỗ mình có bích lên. Ui, quỷ lửa, quỷ lửa. Sao nhìn nó ghê vậy? Nó toàn nó chơi đồ mà, mấy con này nó chơi đồ rồi. Ui, tôi xong rồi. Chạy, 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 chạy. Ồ, đó, đó, thấy chưa, nó chơi đồ liên tục. Nó chọi đồ mình không có phản kháng lại kịp luôn ấy. Độc, độc thứ dữ không à. Oh no, oh no, oh no. Sao đông quá vậy? Chết rồi, không biết có đường chạy không nữa. Hồi nãy mình xuống đường nào, hồi nãy mình xuống đường nào, đường xuống. Cái đường xuống là đường nào vậy? Nó đuổi mình. Chết rồi. Người, người giáp lá cạ, giáp lá cạ không? Giáp lá cạ, giáp lá cạ, giáp lá cạ. Chết rồi. Đừng làm như vậy mà. Nó không cho mình cơ hội sống sót luôn. Đây là sức mạnh của loại bích linh hay sao? Bích linh nào. Bích linh, bích linh, bích linh. Không chơi nữa, không chơi nữa. Chạy thôi. Làm ơn ấy cho tôi cái đường chạy đi. Ui. Ui, giờ mình sống rồi. Oh my god. Đọc mười mấy giây luôn. À, không biết là mình có nên trở về nhà không nữa. Chứ tình hình bây giờ á, mình khám phá tiếp thì tỷ lệ cao mình hư giáp là mình chết liền luôn, là bỏ xác đó. Mình biết mặc dù mình có một cái bùa để cho mình cơ hội sống sót lại, nhưng mà công trình này nó quá là khắc nghiệt đi. Sát thương của những tên bích liên là cực kỳ khủng khiếp luôn. Ui đằng kia có mảnh vỡ cổ đại kìa. Khi khó khăn thì mình phải tìm cách thôi chứ biết sao giờ. Hình như nó... Ui nó thấy mình nữa rồi. Đó nó chọi thuốc kìa. Chọi thuốc hả? Chọi thuốc, chọi thuốc, chọi thuốc, chọi thuốc. Ui nó chọi thuốc xong nó cầm rìu ra nó phan mình. Ta sẽ mặc kệ các ngươi. Chiến thuật lấy đồ xong chạy. Lấy đồ xong chạy. Các ngươi sẽ không cản được ta đâu. Ăn bánh đi hồi máu lại. Oh my god. Ừ ngươi qua đây bắt lẻ luôn. Bắt lẻ. Mình sẽ bắt lẻ từng con. Nó nhanh lắm luôn á. Xong 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 một con. Ui đánh nhau với một con thôi. Thì lại có hai con khác để ra bảo vệ nó. Quá khắc nghiệt luôn á. Nếu mà mình đã vừa nâng cấp vũ khí, áo giáp thì vừa nâng cấp ở tập trước, nhưng mà khi qua đây thì mình vẫn ăn hành bình thường. Cực kỳ khó khăn. Có thêm táo vàng, có thêm táo vàng. Có thêm cơ hội để cầm cự ở trong đây. Thịt heo. Làm sao vậy ta? Không biết là mình có nên trở về không nhờ. Chứ bây giờ đánh nhau tiếp mình sợ mình hư giáp là mình chết luôn á. Để mình làm liều thử thêm một lần nữa nha.
một lần duy nhất nữa nhắm không ổn là về liền, để đảm bảo độ bền của giáp. Rồi, căn phòng này không có đồ. Ui, trong kia có đồ nhưng mà mình không dám vô. À, có con à, chắc mình bắt lẻ nó được á. Thấy không, nó khôn lắm. Lúc trước khi combat là nó sẽ ăn táo vàng vô để cho nó trâu hơn. Rồi khi đánh xong lại nó sẽ chơi là trò thuốc ha. Thì kia đấu gai sau lưng có tên mặc giáp nè, đều rít luôn. Thôi xong rồi. Không ổn rồi, chuồn thôi. Không ổn rồi. Mình nghĩ công trình này mình sẽ hẹn nó vào một cái thời gian gần nhất thôi. Còn bây giờ mình phải tìm cách để sống thôi. Chứ khám phá tiếp là thực sự là mình không khám phá nổi đâu. Thuốc. Rồi. Đường là một thanh niên nhà thám hiểm mà bây giờ phải trốn dưới lava. Cái mối thù này không trả mình không làm nút nữa. Khi mình trở lại cái công trình mê cung lần trước mình từng khám phá để mình tìm lại manh mối á, thì mình phát hiện dưới này nó có một cái hang rất là to luôn. Mấy con này đi ra chỗ khác, một nhát là ta sẽ tiễn các ngươi đi đấy, đừng có láo nháo. Ồ, có lưu ly nè, được, lấy thêm mang về cường hóa các thứ. Cũng khá là hữu ích đó. Wow. Ở đằng kia có con gì á? Đằng kia có con quái vật gì kìa. Kiểm tra coi. Đây, ê, có vàng và kim cương luôn. Ồ. Đang xì chết mà gặp kim cương thì gọi là bá cháy. Viên đầu, quặng đầu tiên cho một viên. Quặng đầu tiên vẫn là một. À, quặng. Ủa, quặng thứ ba vẫn là một viên. Cái giá tài 2 bị lỗi à. Kỳ á. Ồ, cái cuối thì ngon. Cái cuối cho hẳn 3 viên. Quá dữ. 4 quặng mà được 6 viên thì cũng tạm đi ha. Rồi, và mình sẽ qua đây coi cái con. Ủa, đâu mất tiêu rồi. Hồi nãy mình mới thấy đây mà. À không, cái đó không phải kim cương. Và phía bên đây, theo như kiến thức mà mình đọc được thì hình như đây là cái quặng cái khối Amethyst ở phiên bản 1.17 nè. Mình đọc nó cũng có hiệu ứng âm thanh nghe rất là hay ha. Ui, giống như tiếng đờn nhá, tiếng chuông nhá. Nghe hay cực luôn. Là Amethyst Boot. Ui, mình đập nó mất tiêu rồi. Cái này mình không có nhiều kiến thức nên mình phải làm sao với những cái này ta? Cái này mình có. Cái này Amethyst. Để mình coi. Nó làm được cái kính nè. Sabuk Glass. Và cái kiến này hình như là cái kiến để mình có thể hấp thụ được ánh sáng hay sao á. Cái này lạ quá ta, chắc mình phải làm dấu lại và mình tìm hiểu kỹ hơn mới được. Chứ để không thôi mình đập tào lao rồi mất hết rồi uổng nữa. Thôi trả lại. Cái này á, tính ra hôm nay mình đã phát hiện ra được một cái nguyên một cái mỏ luôn. Cái mỏ Amethyst. Quá ngon. Túm lại, trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì tràn ngập là hành luôn. Hôm nay ăn hành còn nhiều hơn hôm qua nữa. Cái vấn đề ở đây là mình chưa đủ trâu nè. Và vũ khí chưa đủ mạnh để kích liệu những cái con đó nhanh nhất để lút đồ ha. Nên cái này thì mình phải tìm những cái món đồ mạnh hơn để giúp mình có thể chống cự lại những cái con Pitlin mà nó bán hành cho mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Đồng thời, mình còn tìm ra được một cái mỏ Amethyst. Và trong tương lai thì chắc mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn về cái loại khoáng sản đó ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá bầm dập ngày hôm nay, nó quýnh tơi tả luôn. Mong rằng mình sẽ bán hành lại trong thời gian sắp tới ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.